trong những học sinh đậu cái học bổng NUS, thì em chỉ muốn biết đôi chút thông tin về em được không? Em đây là Phạm Xuân Phú, hiện em học lớp 12 chuyên Toán hóa của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Phú có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà em học rồi ôn thi cái học bổng này như thế nào được không? Bản thân em là một học sinh chuyên toán cho nên em có một chút lợi thế hơn về việc học môn toán. Cho nên việc em nắm bắt kiến thức toán học thì cũng tương đối là dễ dàng hơn. Cho nên em dành nhiều thời gian để tập trung vào môn lý và môn anh văn. Thì môn anh văn thì do em không phải học sinh giỏi anh văn cho nên em học theo tiêu phương châm đó là đơn giản hiệu quả. Thì em chỉ sử dụng những kiến thức anh văn thật đơn giản, thật thông dụng để diễn đạt cái bài làm của mình, thì em nghĩ rằng không cần phải sử dụng những cái từ ngữ quá có cao siêu, bởi vì chính bài anh văn, bài essay mình viết ra sẽ thể hiện chính con người của mình, đơn giản rõ ràng. Đó là phương châm em hướng tới khi mà em làm bài anh văn. Còn riêng môn vật lý thì em có mục tiêu là học đến đâu thì phải nắm đến đó, và trước ngày thi khoảng 2 tuần em có một khoảng thời gian lập kế hoạch để ôn lại toàn bộ kiến thức vật lý. Ở vật lý thì nó trải dài suốt 3 năm cấp 3 của Việt Nam. Thì theo em là thi học bổng của NUS không phải là một điều gì đó thần kỳ, mà là các bạn nếu như nắm chắc được kiến thức của chương trình học ở Việt Nam thì thêm một sự hướng dẫn về việc diễn đạt tiếng Anh của các thầy cô tại trường hợp điểm thì các bạn có thể đủ tự tin để bước vào được phòng thi của NUS. Ngoài cái những cái kinh nghiệm về học thi như vậy thì em có nghĩ có một cái gì khác để làm nên thành công ngày hôm nay không? Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì em nghĩ rằng trước hết em phải nhắc đến sự hỗ trợ hết mình từ ba mẹ của em. Ba mẹ em đã hỗ trợ tạo điều kiện cho em thuận lợi nhất để em có thể yên tâm ôn thi, yên tâm đến lớp học bồi dưỡng và chăm sóc cho em khi mà chăm sóc về mặt sức khỏe, về mặt tinh thần cho em để em có thể tự tin hơn bước vào ôn thi. Bên cạnh đó phải là sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô và các anh chị ở trung tâm Việt Nam Hợp Điểm. Bởi vì các thầy cô ở đây dạy cho chúng em không chỉ là kiến thức mà còn là các kinh nghiệm sống, các kinh nghiệm làm bài mà để giúp tụi em có thể tự tin hơn khi vào phòng thi, giúp tụi em tự tin hơn khi mà trong khoảng thời gian sau này bước sang đất trời nước ngoài. Em có thời gian bao lâu để chuẩn bị cho cái học bổng này? Em dù đã biết đến học bổng này từ rất lâu, em biết đến học bổng này từ năm lớp 10, nhưng mà mãi đến đầu năm học lớp 12 là khoảng tháng 9 năm 2009 vừa rồi, em mới đầu tổ chức việc ôn tập, vừa học kiến thức của chương trình Việt Nam, vừa đến lớp ở Việt Nam Hợp Điểm để học thêm tiếng Anh. Vậy em có cái dự tính hay là cái ước mơ của mình gì trong tương lai? Thì trước mắt em xác định là trong thời gian 4 năm sắp tới em sẽ cố gắng hoàn thành được tốt công việc học đại học ở Singapore, kết hợp thêm việc đi làm thêm để có thêm kinh nghiệm và trau dồi thêm kiến thức tiếng Anh của mình. Sau này khi ra trường em dự định sẽ học để có kinh nghiệm và một ngày nào đó em chắc chắn em sẽ trở lại Việt Nam để tìm một công việc thích hợp tại Việt Nam. Cảm ơn em, chúc em thành công trong tương lai. Chào chị, mọi người, em là Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là em đang học lớp 12 toán trường phổ thông Năng Khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu em có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm liên quan đến cái việc học tập ôn thi cho cái học bổng NUS được không? Kinh nghiệm thì chắc em cũng không có nhiều đâu, tại ví dụ như thi ba môn anh văn, toán với lý thì em là lớp toán mà em lại thích lý nên là về hai môn này nói chung là em khá là mạnh. Nên là em cái môn toán và lý chủ yếu em học bồi dưỡng ở trong trường cũng khá là nhiều rồi, nên khi chỉ cần tới gần ngày thi em đi học một khóa hợp điểm mà em đào thêm cái kiến thức về anh văn nữa thôi là các em có thể chắc chắn là hai môn này để làm tốt cái bài thi đó. Và em cũng có một cái lợi điểm khác là khi môn toán nó có một cái phần về thi về toán về cơ học thì nhiều bạn để thường là bỏ phần này để ít khi học đến, nhưng mà em lại mạnh về lý nên là em lại rất là tập trung vô phần này nên là em rất là làm tốt cái phần đó. Còn về anh văn thì nói chung em thấy là em là nói chung khá là dở anh văn không, là từ nhỏ tới giờ rồi, mặc dù học rất là nhiều lớp anh văn để thi TOEFL vân vân nhưng mà nước anh văn em cũng không tốt lắm nên em chủ yếu là học vừa anh văn để vừa đủ là chính.
Và cái bài viết của em thì cũng nhắm tập trung vào cái đơn giản, em hiểu sao thì em viết như thế thôi. Và theo những cái lời của các thầy cô đã chỉ dẫn em ở trên hợp điểm thì em nghĩ như thế là tốt nhất. Là cái quá trình ôn thi của em có sự hỗ trợ của thầy cô nữa. Dạ. Vậy em đậu cái ngành gì ở bên đó? Dạ, em đậu ngành kỹ sư điện, Electrical Engineering. Em biết đến học bổng này bao lâu rồi? Dạ, em chỉ biết mới biết từ đầu năm của cấp 3 thôi. Và nhưng mà quá trình ôn luyện của em thì ôn luyện tập trung thì chỉ mới bắt đầu từ đầu năm 12 thôi. Tại vì phần lớn trong năm cấp 3 thì em chủ yếu tập trung ở học ở trường. Ở trường là chính, và đi học thêm, nói chung với chương trình Việt Nam thôi. Cái mục tiêu của em là phải nắm vững cái chương trình ở đây trước, rồi sau đó tới em chỉ cần thêm một cái ít vốn Anh văn nữa thôi là có thể là có đủ tự tin để đi thi rồi. Theo em thì một bạn có thể đậu NQS với cái điều kiện là biết tối thiểu trước bao lâu? Em cũng không chắc chắn, nhưng mà ít ra là cũng phải 1 đến 2 năm. Cái kỳ thi này cũng không phải là một kỳ thi đơn giản mà bạn có thể là đi vào là đăng ký là thi được, mà có quá trình chuẩn bị cũng khá là công phu thì mới có thể đạt được. Vậy em có một kế hoạch gì cho học tập ở Singapore tới? Dạ, em thì trước tiên sẽ hoàn thành 4 năm để học Singapore, sau đó em dự định sẽ học lên thạc sĩ ở Singapore luôn. Và sau đó có thể làm cho các công ty Singapore 3 năm và để cố gắng kiếm học bổng khác để học lên tới tiến sĩ ở nước ngoài. Thì giấc mơ của em là học càng học xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn em, chúc cái giấc mơ tiến xa đạt xa hơn trong học tập của em được thành thực. Dạ, cảm ơn chị.